Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo tờ trình, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi gồm 11 chương với 93 điều. Dự thảo luật thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, đồng thời sửa đổi hoàn thiện các quy định của luật kinh doanh bất động sản năm 2014 để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, tháo gỡ các tồn tại, hạn chế, bảo đảm hợp hiến, sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định của luật kinh doanh bất động sản với các luật khác có liên quan. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng so với luật kinh doanh bất động sản năm 2014, khoản 1 điều 57 dự thảo luật quy định các trường hợp hoạt động kinh doanh phải thông qua sàn giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong các phương thức để thực hiện giao dịch, vì vậy đề nghị nghiên cứu quy định cho phù hợp. Chúng ta cũng xem xét cân nhắc thêm vì hiện nay cũng có một số chủ đầu tư cũng có phản ánh cái câu chuyện là họ có thể sẵn sàng bán trực tiếp được cho người mua và như vậy không phải mất cái phí trung gian ấy. Ví dụ như là tôi cần mua nhà, tôi đến hỏi cái doanh nghiệp bất động sản nhưng bộ không được, anh phải qua cái sàn là phải mất cái phần trăm. Đấy, thì cái chỗ này cân nhắc xem có bắt buộc phải hay không, hay là mình cũng quy định một cách nó mở, anh có thể qua cũng được, anh có thể không qua cũng được. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá, tờ trình của Chính phủ đã nêu rõ vai trò điều tiết thị trường bất động sản với 5 hạn chế cụ thể hiện nay là một trong những hạn chế của luật hiện hành. Tuy nhiên, hồ sơ dự án luật cho thấy chưa thực sự rõ mối liên hệ giữa các quy định tại dự thảo luật với việc khắc phục các hạn chế cụ thể được nêu. Dự án luật có khắc phục được hay không tình trạng bất cập về giá nhà ở, khu đô thị còn cao so với mặt bằng thu nhập, rồi tình trạng đầu cơ bất động sản diễn ra phổ biến và chưa có cơ chế cụ thể để kiểm soát điều tiết thị trường bất động sản. Và dự thảo luật thì cũng chưa quy định được cơ chế cụ thể nào tại chương 9 về vấn đề này. Với cái quy định như thế thì cũng cần cân nhắc là có cần nhất thiết quy định một chương riêng không, mà nên chăng đưa về chương quy quản lý nhà nước. Trong cái thiết kế của cái nội dung này nó đã đáp ứng được yêu cầu là cái điều tiết thị kinh tế thị trường và công cụ, nhưng mà phải đảm bảo cái vận hành theo cái cơ chế thị trường, nhưng có cái sự điều tiết của nhà nước và nhưng mà tôn trọng được cái quy luật thị trường trong cái điều tiết vĩ mô chưa. Và thứ hai thì trong cái nhóm ý kiến thứ hai của ban kinh tế thì có nói rằng là biến động thị trường bất động sản ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu phát triển kinh tế vĩ mô của đất nước ấy, thì tôi cho rằng có thể cân nhắc thêm cái yếu tố là phạm vi nó như thế này thì cái tính toán phạm vi này có thể thu hẹp lại trong vùng được nữa hay không. Các ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo cần rà soát kỹ lưỡng để không có sự chồng lấn, trùng lắp trong phạm vi điều chỉnh đối với luật đầu tư, luật nhà ở, để không gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.